Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng bóng đá. Kính thưa quý vị, đối đầu với một đội tuyển Philippines không quá mạnh, thậm chí là bị đánh giá yếu nhất bảng, huấn luyện viên Philip Truje đã bất ngờ tung ra đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ và cất hết những trụ cột ở trên băng ghế dự bị. Tuấn Anh và Thái Sơn được xếp đá chính ngay từ đầu, trong khi đó Hùng Dũng và Hoàng Đức ngồi làm khán giả đội tuyển Việt Nam khởi đầu không ấn tượng khi mà để cho Philippines ép sân và tạo ra ít nhất hai cơ hội ăn bàn trong khoảng 15 phút đầu trận đấu. Tình huống gây thót tim cổ động viên Việt Nam diễn ra ở phút thứ 14, bóng đã đi chạch khung thành của tuyển Việt Nam trong gang tấc. Hai phút sau, hàng thủ của Philippines mắc sai lầm để cho Văn Toàn thoát xuống và mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam sau hai pha dứt điểm liên tiếp. Bàn thắng của chân sút xuất thân từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai đã giúp cho tuyển Việt Nam giải tỏa được áp lực. Tuấn Anh điều tiết lối chơi khá ấn tượng để tạo ra sức ép lớn về phía đội chủ nhà, giúp cho Văn Toàn tiếp tục có thêm cơ hội ghi bàn ở phút thứ 33, nhưng tiếc rằng là anh không thể lập được cú đúp. Phan Tuấn Tài đã chứng minh rằng anh là một chân truyền bóng thiện nghệ, không chỉ dưới thời huấn luyện viên Gongo Kyun bằng những đường truyền như đặt để cho Văn Toàn có cơ hội dứt điểm. Thế trận của đội tuyển Việt Nam tạo ra được trước Philippines là không hề bất ngờ. Đội chủ nhà có hạng 138 trên bảng xếp hạng FIFA, kém đến 44 bậc so với Việt Nam đang xếp thứ 94. Đội bóng có biệt danh những chú chó hoang cũng chưa bao giờ được đánh giá cao ở Đông Nam Á. Họ đã thua Việt Nam trong 5 trận đấu gần nhất, cho nên những gì xảy ra ở chân sân Riran Memorial tối 16 tháng 11 không phải là điều gì đó quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có điểm sáng trong lối chơi các pha tấn công của Minh Trọng, Tuấn Tài, Văn Cường đã tạo ra ít nhất 3 cơ hội ăn bản. Ngược lại, hệ thống phòng ngự lại là vấn đề của đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà cũng sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn nhưng họ đã không tận dụng tốt. Rublico đã thoát xuống đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng lại dứt điểm ra ngoài ở phút thứ 77 và đó là khoảnh khắc may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Nếu như pha dứt điểm của họ tinh tế hơn một chút thì có lẽ lưới của đội tuyển Việt Nam đã bị chọc thủng. Philippines có quyền tiếc nuối khi mà 10 phút cuối họ đã tạo ra ít nhất hai cơ hội 10-10 nhưng lại dứt điểm không thành bàn. Pha bỏ lỡ đáng nói nhất là của Ray Chen, sút cận thành chạy khung thành trong gang tấc. Tấn công nhiều nhưng không thể có bàn gỡ, Philippines đã phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu. Việt Nam đã thắng Trung Quốc 2-0 trước Philippines. Điểm sáng ở trong trận đấu này là việc sử dụng những cầu thủ trẻ nhưng lối chơi thì thực sự là chưa khiến cho người hâm mộ yên tâm. Những nhân tố trẻ như là Thái Sơn, Tuấn Tài, Văn Cường, Đình Bắc và Minh Trọng đã được ông thầy người Pháp tin dùng. Trong đó Tuấn Tài và Minh Trọng đã tạo ra ít nhất 3 đường chuyển ngon ăn, nhưng Tuấn Hải, Văn Toàn đã không thể giúp cho đội tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt. Sau trận đấu, trong phòng họp báo, huấn luyện viên Philip Trujillo đã thừa nhận rằng nếu như xét về số cơ hội tạo ra trong cả trận đấu thì tuyển Việt Nam có thể kết liễu đối thủ bằng cách ghi bàn thứ hai sớm hơn. Tuy nhiên, đội đã không làm được điều đó. Về cơ hội dứt điểm, tuyển Việt Nam có 7 pha dứt điểm còn Philippines chỉ có 6 lần và bàn thắng của Đình Bắc chính là điểm sáng để nói về việc huấn luyện viên Philip Truje tin dùng cầu thủ trẻ. Về cách chơi, tuyển Việt Nam có sự khởi sắc với pha phối hợp ở bên cánh trái, Minh Trọng và Tuấn Tài có hai đường tạt nguy hiểm ở hiệp 1, cả hai đều xuất phát từ những pha ban bật nhanh để tạo ra bất ngờ cho hàng thủ của Philippines. Nếu như nhìn nhận một cách khắt khe thì cả hàng thủ lẫn hàng công của đội tuyển Việt Nam đều chơi không thật tốt trước Philippines. Những sai số đã xuất hiện ở cuối hiệp 2 mang đến nỗi lo lớn cho chặng đường phía trước của thầy trò huấn luyện viên Philippe Trujier. Ông Trujier đã nói rằng đội đã chịu nhiều áp lực sau khi không tận dụng tốt cơ hội. Những sai số của hàng thủ mở ra khả năng ghi bàn cho đối phương. Chúng tôi đã may mắn để không nhận bàn thua. Nếu như để cho Philippines gỡ hòa thì thật khó để biết được tỷ số cuối cùng sẽ như thế nào. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng Việt Nam đã tự đẩy vào thế khó ở cuối hiệp 2, nguyên nhân là bỏ lỡ hai cơ hội tốt ở đầu hiệp đấu này. Philippines có 4 cơ hội ngon ăn trước đội tuyển Việt Nam, hai lần đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm và hai lần dứt điểm cận thành suýt chút nữa thì thành bàn. Đội chủ nhà còn được hưởng một quả phạt ngay sát vùng cấm nhưng không tận dụng thành công. Chiến thắng của Việt Nam trước Philippines có thể nói là hú vía bởi hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm ở cuối trận, hàng công thì chưa thể mang đến sự an tâm vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, 3 điểm trước Philippines là kết quả thuận lợi để cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Iraq. Chiến thắng đã giúp cho đội giải tỏa được áp lực sau quá trình dài chuẩn bị. Chiến thắng còn củng cố tinh thần cho cả đội trước khi trở về để chuẩn bị cho trận gặp Iraq ở tại sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11 nhận xét về màn trình diễn của đội nhà thì chuyên gia vũ mạnh hải cho rằng philippines thua là do họ quá yếu họ yếu toàn diện từ kỹ chiến thuật cho tới thể lực trước kia philippines không tới nỗi yếu như thế này tôi có cảm giác là họ chỉ như là một câu lạc bộ hạng nhất của chúng ta thôi cho nên là trước họ các cầu thủ trẻ của chúng ta rất tự tin mạnh dạn cầm bóng truyền bóng cùng với các anh lớn như là tập luyện cùng với nhau lâu rồi ấy. đó là sự bất ngờ trong bóng đá chúng ta không phải là quá mạnh, đội hình cũng chưa tối ưu, thiếu nhiều trụ cột kinh nghiệm nhưng vẫn chơi như thế này thì là rất tốt. Đó là sự may mắn của đội tuyển Việt Nam khi mà đối thủ xa sút không thể tưởng tượng nổi. Họ có tầm vóc của châu Âu nhưng đá thì lại kém hơn cả mặt bằng của Đông Nam Á. Đối thủ của chúng ta rất dễ chơi cho nên chúng ta cũng thắng dễ dàng. Nếu như chúng ta đá tốt thì đã có thể thắng thêm vài bàn nữa. Nếu như hôm nay Tuấn Hải mà chơi tốt hơn thì cũng phải ghi được thêm vài bàn thắng. Sự phối hợp của tuyến trên cũng tốt nhưng Văn Toàn, Tuấn Hải phối hợp cùng với đồng đội chưa được ăn ý lắm. Chúng ta cầm bóng nhiều, chơi nhàn nhã nhưng chưa thật hay. Tất nhiên trận này vẫn là quá thành công với đội tuyển Việt Nam rồi. Chúng ta có được 3 điểm, hai bàn thắng. Nhưng nếu như chúng ta dùng đội hình mạnh hơn thì tỷ số có lẽ sẽ đậm đà hơn nhiều. Một số người cho rằng phải chăng là ông Philip Druze đang muốn giấu bài trước đối thủ mạnh. Nếu quan điểm về vấn đề này, cựu cầu thủ của Thể Công đã cho rằng Tôi nghĩ cũng không hẳn là ông Philip Truze giấu bài đâu. Đây là điều mà ông Truze khiến cho chúng ta bất ngờ. Có thể ông ấy đánh giá được đúng sức mạnh hiện tại của Philippines cho nên mới đưa ra đội hình như thế này. Còn nếu như Philippines mạnh như trước thì chúng ta cũng không dám dùng đội hình như thế này đâu. Bởi đây là trận đấu khá căng thẳng với huấn luyện viên Philip Truze. Chỉ cần ông ấy hòa thôi là có thể sẽ bị chỉ trích rồi. Ở trận này, ông ấy cho nhiều trụ cột ngồi ngoài và tung ra đội hình thiên về tấn công hơn. Nếu như mọi thứ không ổn thì sẽ thay người dần sau. Tuy nhiên chúng ta cũng đã có được kết quả tốt May mắn là gặp đội yếu hơn hẳn Sắp tới đá với Iraq thì sẽ không hề đơn giản như trước Philippines Cho nên huấn luyện viên Philip Ruzier sẽ phải tính toán kỹ thôi Khả năng các cầu thủ giỏi nhất sẽ được cho vào sân từ đầu Chứ không giống như là trước Philippines Đá với Iraq sẽ không hề đơn giản đâu Phía thuyền trưởng của Philippines, ông Michael Weiss thì cũng đã đưa ra những nhận xét hết sức bất ngờ về đội tuyển Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu khá kỹ về đội tuyển Việt Nam và các cầu thủ từng có mặt ở trên đội tuyển. Tôi thích cầu thủ số 13, những đợt này cậu ta vắng mặt. Tôi cũng bất ngờ khi mà có nhiều cầu thủ giỏi không xuất hiện như là Đoàn Văn Hậu hay Quang Hải. Cầu thủ số 13 mà thuyền trưởng của đội tuyển Philippines nhắc đến chính là hậu vệ Hồ Tấn Tài. Bản danh sách của đội tuyển Việt Nam cũng gây ồn ào vì Hồ Tấn Tài đang chơi rất hay ở V-League, có kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế nhưng lại phải nhường chỗ cho các đàn em sự thú vị là không chỉ riêng các chuyên gia bóng đá Việt Nam mà cả huấn luyện viên trưởng của Philippines cũng đã nói đến trường hợp của Hồ Tấn Tài. Huấn luyện viên Michael Weiss là ai? Ông là nhà cầm quân người Đức nhưng lại làm việc ở Đông Nam Á từ năm 2011. Vị chiến lược gia sinh năm 1965 này khá am hiểu về bóng đá Việt Nam do có nhiều lần đối đầu với nhau trong quá khứ Ông Wais đã từng giúp cho Philippines hạ tuyển Việt Nam 1-0 ở vòng bảng AFF Cup 2012. Đây cũng là trận thắng gần nhất của Philippines trước Việt Nam. Nói về tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Michael Wais đã tiết lộ là ông đã cầm đến 14 trang giấy phân tích từ đội ngũ trinh sát, phân tích video. Một thông điệp rất ngắn gọn nhưng cho thấy rằng nhà cầm quân người Đức đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với Việt Nam và hiểu tương tận đến mức bất ngờ vì Hồ Tấn Tài vắng mặt. Hồi cuối tháng 4 năm nay, huấn luyện viên Michael Weiss đã dẫn dắt U22 Lào gặp Việt Nam ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32. Lào đã khiến cho đội bóng của ông Philip Ruzet gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là chỉ có may mắn mới giành được chiến thắng. Khi đó, ông Michael Weiss đã nói sau trận thua U22 Việt Nam rằng trận này có lẽ hòa thì sẽ công bằng hơn. Điều đó nói lên rằng chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Philip Ruzet khi đó là may mắn. Huấn luyện viên Michael Weiss còn cho biết là đã theo dõi U22 Việt Nam thời huấn luyện viên Philip Ruse thi đấu ở giải Doha Cup. Ông đã phân tích được rằng hàng thủ của Việt Nam truyền nhiều cho nên sẽ mắc sai lầm nếu như chịu áp lực đủ lớn. Mọi thứ có thể sẽ trở thành kết quả tốt nếu như các học trò của ông tận dụng tốt 2 phần 3 thời gian của hiệp 2. Philippines chưa bao giờ được đánh giá là ngang tầm với tuyển Việt Nam, thành tích đối đầu thua 10, hòa 1 và thắng 2, nhưng Philippines chắc chắn là mạnh hơn đội tuyển Lào về nhiều mặt, đặc biệt là có nhiều cầu thủ nhập tịch. Huấn luyện viên Michael Weiss hẳn là lợi hại hơn khi mà dẫn dắt Philippines và có thể phát huy điểm mạnh về sự am hiểu lối chơi của huấn luyện viên Philip Truje. Đúng hơn là trận đấu tối ngày 16 tháng 11, thần may mắn đã đứng về phía đội tuyển Việt Nam. Philippines không mạnh hơn Việt Nam và thậm chí họ còn yếu hơn so với chính họ cách đây vài năm. Nhưng đội bóng này đang có một vị huấn luyện viên hiểu triết lý của ông Philip Druze và nghiên cứu kỹ từng cầu thủ Việt Nam. Trường hợp bị bắt bài thì tuyển Việt Nam sẽ khó đá trước Philippines. Vì thế lượt về sẽ không phải là một trận đấu thoải mái với các học trò của huấn luyện viên Philip Druze. Trong bóng đá, đội bóng mạnh hơn chưa chắc đã giành được chiến thắng nếu như bị đối thủ đọc bài. Hy vọng rằng ông Philip Trujillo sẽ không để cho ông Michael Weiss có cơ hội để nổ ở trận đấu lượt về theo kiểu là tôi đã bắt được bài của đội tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.